này thì được cái là nó dễ chăm sóc này, nó cũng không bị sâu bệnh nhiều, năng suất cao mà giá cả thì lại ổn định. Cây này nó chịu được hạn hán, nắng nóng thì vẫn cho hoa, có hoa với lại vẫn có quả, đậu quả. Qua tìm hiểu về cái vùng để mà trồng được cây maca, tôi nghĩ rằng có thể sẽ phù hợp. Thế cho nên là tôi cũng mạnh dạn để cập lên và đưa cây maca về trồng. Thế thì gia đình trồng từ năm 2009, trồng khoảng hơn 600 cây. Cái kỹ thuật trồng rồi thì chăm sóc là chúng tôi không nắm được, cho nên là cứ tự mày mò. Lúc cây còn bé thì chúng tôi cũng không biết, thế là cày lên để trồng những cây ngắn ngày như cây ngô, cây rong, cây sắn. Thì sau đó là phát hiện ra là nó đứt rễ nhiều quá mà cây nó ảnh hưởng nhiều. Thế là từ đó là chúng tôi thôi, thì bây giờ chúng tôi chỉ phát dọn cỏ sạch sẽ. Quá trình lâu không thấy có quả là họ chặt vãn, nhiều nhà chặt bỏ. Năm thứ năm tôi nhớ là năm 2014, dù rằng mới thu được một ít nỏm noi một bao thôi, lúc ấy tôi bán là đâu được khoảng hơn 9 triệu, nhưng lúc ấy nó vui, vui ở cái là 9 triệu bạc thôi, nhưng mà tôi thấy cái thứ nhất tức là cái kết quả mà mình đưa cây maca về mình trồng đã có hiệu quả. Cái thứ hai là cái giá trị của nó, là một bao của nó thôi thì đánh ngã 20 bao ngô. Cái cây maca này thì nó ra hoa từ tháng 2 đến tháng 4 dương lịch đấy. Thì những cây nó ra từ tháng 2 thì bây giờ nó đã chín rồi. Nên nó có một cái ưu điểm là nó rụng. Nó đến tuổi nó chín rồi. Nó già rồi nó rụng. Nên là chủ yếu là quả già, nên là đến thời kỳ thu hoạch là phải đi thu hoạch thôi. Hai ba ngày là phải đi nhặt một lần, chứ không lắng là bị hỏng. Cái này không thể lắng được, lắng là nó mất dầu. Thế cho nên là cứ phải tranh thủ thấy lắng là phải nhặt sớm. Rẻ nhất là bán hạt nó cũng phải 100, có đột xuất thì có khi được 120.
Tôi ghép năm nay đã bắt đầu sang năm thứ ba, là bắt đầu biết ghép. Cũng bị hỏng, cũng tương đối nhiều. Nhưng mà không lên nản chí. Càng hỏng thì càng phải mày mò thêm. Cho đến bao giờ được thì thôi. Chen vào chè cũng không trồng được nhiều, trồng được có 30 cây thôi. Bây giờ thì ở trong tiểu khu 29 này cũng trồng được mấy nhà trồng mới. Cũng nhiều người là cũng muốn chuyển sang trồng đấy. Thu nhập từ năm ngoái đến năm từ năm kia đến năm ngoái giờ là hơn các cây ăn quả khác. Năm 2012 tức là mới trồng được 3 năm thì nguyên phó thủ tướng Nguyễn Công Tạng là về tận nhà, về gia đình và lên thăm vườn cây. Thế và sau nữa là ông Hòe là bên Lâm nghiệp Trung ương. Thế ông có nói là cố mà chăm, sau này mỗi năm nó mỗi cây nó cho 1 triệu. Thế nên tôi tin vào là có hai cái nguồn động lực lớn, tức là giữa ông Nguyễn Công Tạng và ông Hòe, thì gia đình tôi quyết tâm là cứ để đấy, bằng mọi giá cứ phải duy trì. Trải qua từ đó đến nay thì nói chung là cây Macca cũng cho một cái kết quả tốt. Là nếu không tôi không có vườn Macca thì chắc là thu nhập bây giờ này chắc gặp khó khăn nhiều. Mà tiến tới toàn bộ phước rồi thì sẽ đưa tất cả các cao.